Liên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Dòng ca tài tử được phát hình vào mỗi đêm thứ sáu hàng tuần 8:30 tối tại miền Nam California. Chương trình Dòng ca tài tử đặc biệt được bảo trợ bởi Đài truyền hình SBTN, Đài truyền hình SET và Trung tâm Asia. Chương trình Dòng ca tài tử khi quý vị gọi vào bình chọn cho tất cả các thí sinh, sẽ được thí sinh nào được quý vị gọi vào bình chọn nhiều nhất sẽ được đi vào vòng chung kết. Và giải thưởng của vòng chung kết đó là chi phiếu 500 đồng do ban tổ chức trao tặng và những món quà giá trị đặc biệt của những nhà bảo trợ khác như Trung tâm Asia một đĩa DVD, chi phiếu 50 đồng do Karakinize trao tặng, một chi phiếu 100 đồng do chị Diễm Xuân tại Diễm Xuân Bridal trao tặng và một Bluetooth do Wireless CD trao tặng. Tất cả các đường dây mà quý vị gọi vào bình chọn cho thí sinh đều được Lưu Nextel thăm lưu lại và gửi kết quả đó về đài. Và để tiếp nối chương trình, Ali xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiều Tây Đô. Và số 1 được dành riêng cho thí sinh ở số 1888-778-1428. Xin quý vị cùng chào đón thí sinh Kim Huệ. Đó chị Phiên Đạt á. Chị Phiên Đạt á. Đã nghe thanh Kim Huệ luôn.